đây GoFood đang có mặt trên đường Nguyễn Thông quận 3 đây, phường 9 quận 3. Đây cũng đường chạy vào ga Hòa Hưng Sài Gòn đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món ăn được phố. Cái món súp cua và gỏi cuốn thùy. Rất là ngon, rất là bình dân, rất là rẻ tại số 67 Nguyễn Thông đây. Ngay đầu cũng hiểm luôn nha các bạn. Đa số là những người đi ngang nè, những khách đói bụng giữa chừng thì ghé vô đây mua súp để mà mang về. Hoặc là gỏi cuốn. Đây là cái nồi súp của cái quầy chị Thùy đây. Thì gỏi cuốn bình lăng đó, sắp mua mang về nè. Cái gỏi cuốn có giá là 8.000, bánh lăng cũng 8.000, và chỉ có súp cua là 24.000 thôi. Đây cô đầu bếp của quán chị Thùy đang múc cái súp cua. Đây cô đang lấy cái dĩa trứng bắp thảo. Một phần thế này bao nhiêu tiền cô? Kém này là 27. 27.000. Nếu mà không có trứng là 24.000. Trứng là 22. 22.000 thôi con. Dạ. Cái gia vị đó. Một cái dĩa và cái muỗng thôi. Cái ngồi tại chỗ ăn. Súp cua thì thường thường là rất thích hợp cho trẻ em nè, những người già và những người mà đau ốm, rất là bổ khỏe. Đây là cái nồi súp được hâm nóng liên tục của chị Thùy. Một cái tô hoặc một cái chén hoặc để trong hộp mang về thì thường có giá là 22-24 ngàn. Rất là nhiều trứng bắp và cả trứng bắp thảo nữa để cho ngon. Sài Gòn đây các bạn. Một gỏi thế này, một cuốn như thế này có giá là 8.000. Được cuốn với thịt ba chỉ là rau, bún với lại tôm. Bên này là chị Thùy đây. Đang dùng bánh tráng thấm tí nước, dùng bao tay để cuốn rau với lại bún trước nè. Tôm với thịt được bỏ một hàng riêng và được cuộn riêng. Rất là tròn trịa, rất là đẹp. Tán dùng để cuốn gỏi cuốn của chị Thùy đây. Rau được làm sẵn, còn có cộng hành hay là cộng hề cắt sẵn nè. Ở đây là thịt ba chỉ và tôm được luộc sẵn. Bún. Chị Thùy, quán mình mở bán từ lúc mấy giờ? Từ 2 giờ. 2 giờ chiều. Tới mấy giờ là giờ dọn? 6 giờ. 6 giờ tối. Thì mình bán ở đây được bao lâu rồi chị Thùy ha? Bán được 13 năm rồi. Cái gọi cuốn này bao nhiêu một cuốn chị? Cuốn 8.000 cân. Thì còn cái súp cua? Súp cua ăn ở đây 22, đem về 24. Súp cua trứng bắp thảo thì bao nhiêu tiền ạ? Thảo là 28 em. Dạ. Yeah. Em thấy mình còn có kem lăng hoặc là gọi là bánh lăng thì bao nhiêu tiền? Lăng thì 8.000 em. À, chị quán chỉ có 3 món thôi.
súp cua là 22 ngàn. Ok. Còn cái gọi cuốn với lại kem lăng á là 8 ngàn. Đúng rồi. Cho em mắm đi. Cái món này là ai dạy chị hay là tự chị nghĩ ra là chị bán luôn chị Thùy? Tự mình nghĩ ra anh bán chứ ai dạy đâu. Dạ. Yeah. Chị Thùy là người Sài Gòn luôn á chứ phải không ạ? Đúng rồi, người Sài Gòn. Chị Thùy bán nhớ 13 năm rồi chắc là toàn khách quen không thôi chị Thùy ạ? Khách quen khách lạ cũng nhiều lắm, em trên mạng người ta biết á, người ta nói đông lắm. Dạ. Vòi cuốn sẽ chấm với lại cái nước chấm vòi cuốn là làm từ nước me hoặc là nước mắm đậu phụng đậu đầy đủ nha. Chị Thùy, cái gọi cuốn thì mình chấm với lại cái nước chấm gì đây chị Thùy? Hai loại luôn, tương và mắm. Tương là cái nào chị? Tương là cái này. Còn mắm là cái nào chị? Mắm là bên này. Là cái nào ngon hơn khi mà ăn với gọi cuốn chị hơn? Tương ăn ngon hơn. Dạ. Yeah. Cũng tùy theo khẩu vị mỗi người thích ăn tương, mọi người thích ăn mắm. Lại đây là cái nồi súp cua thần thánh nổi tiếng mà được nhiều người biết đến tại cái hẻm này, ăn cùng với trứng bắp thảo thì ngon hơn, chỉ có giá là 22-24 ngàn thôi. Cây thập cẩm hoặc là mấy món ốc, và đây cũng có một cái món súp cua gọi cuốn của chị Thùy rất là được ưa chuộng. Thì cái quán chị nằm trong một con hẻm nên là diện tích hạn chế, không có chỗ ngồi nên là thường thường khách tới đây ăn là cầm chén mua ăn tại chỗ luôn. Như thế này, anh này đang ăn gọi cuốn. Anh ơi, gọi cuốn ngon không anh? Ngon quá. Anh biết cái quán này bao nhiêu năm rồi? Cũng được 8 năm rồi. 8 năm rồi? Ừ. Thì anh thấy giá 18 ngàn cái gọi cuốn thế này là rẻ hay mắc ạ? Trung bình vừa. Dạ. Yếu là ngon luôn. Các bạn có thể thấy nè, quán là không có chỗ nhưng mà đậu hẻm thôi, nhưng mà khách ghé mua mang về rất là đông. Đây. Mới đi đón em bé ở trường mầm non về, ghé mua luôn, hai chồng ghé mua súp cua về cho em bé luôn, và chắc có thể là cho mình ăn luôn. Anh chị có hay mua ở đây không? Có. Mình biết tới quán chị Thùy súp cua bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Mình thấy cái súp cua ở đây so với lại súp cua chỗ khác như thế nào? Đây nó ngon, có trứng bắc thảo. Nhưng mà về chất lượng thì với giá thì như thế nào ạ? Thì nó cũng ngang với vô khác thôi. Dạ. Mình mua về cho em bé là mình ăn à? Người lớn ăn luôn, người lớn em bé luôn. Dạ dạ.
vậy sao chị không bán cả ngày luôn mà sao bán có từ 2 giờ chiều tới đến 6 giờ tối vậy? Buổi sáng mình còn phải sơ chế mình làm nữa chứ. Buổi sáng ở nhà chuẩn bị rau với lại nấu. Chứ đâu đang có được. Yeah. Đây là chị Thùy nè, súp cua Thùy nổi tiếng Nguyễn Thông đây các bạn. Chị nói vậy chứ phải hiền lắm. Quán nhỏ chỉ là cái tủ đặt ngay đầu con hẻm thôi nhưng mà thực sự khách rất là đông, rất là nhiều người yêu thích vì món của chị rất là ngon và giá cũng rất là phải chăng. Đây khách đang ghé mua súp cua.